Mến chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một bản nhạc rất là hùng hồn và sôi động. Đó là bài Dòng Máu Lạc Hồng. Bài này chúng ta chỉ di chuyển theo một hướng và bao gồm 8 câu nhạc 8. Và trước khi vào phần hướng dẫn, mình sẽ đi trước một đoạn, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và hết 8 câu nhạc 8 thì chúng ta lại quay trở lại câu nhạc 8 đầu tiên. Chúng ta cứ thực hiện như vậy cho đến khi nào hết nhạc thì thôi nhé các bạn. Và bây giờ là phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta đến với câu 8 đầu tiên. Câu 8 đầu tiên chúng ta thực hiện với chân phải. Chân phải chúng ta bước xéo sang bên trái. Chúng ta bước chết 45 độ nhé các bạn. Và đồng thời chúng ta dùng gót chân để chúng ta tiếp sàn đến là 1. Rồi tiếp theo chúng ta đưa chân phải ra phía sau đến là 2. Rồi chúng ta thực hiện lại một lần nữa chúng ta đến là 3. Rồi nhịp thứ 4 thì chúng ta thu chân phải về cạnh chân trái. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái. Chúng ta lại dùng chân trái bước xéo qua bên phải. Chúng ta cũng bước chết 45 độ. Và đồng thời chúng ta dùng gót chân để tiếp sàn đến là 1. Rồi tiếp theo đưa lùi ra phía sau đến là 2. Rồi chúng ta thực hiện lại một lần nữa là 3. Nhịp thứ 4 thì chúng ta thu chân trái về cạnh chân phải. Rồi mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Về phần tay thì khi chúng ta bước chân phải xéo sang bên trái thì hai tay chúng ta gập lên nha các bạn. Rồi khi chúng ta lùi chân ra phía sau thì chúng ta hạ hai tay xuống. Rồi mình thực hiện lại câu 8 đầu tiên kết hợp với tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 thì chúng ta cũng thực hiện với chân phải. Chân phải chúng ta bước sang ngang đến là 1. Rồi chúng ta lùi chân trái ra phía sau đến là 2. Rồi tiếp theo chúng ta lại đưa chân trái sang ngang đến là 3. Rồi chúng ta lại lùi chân phải ra phía sau đến là 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo chúng ta cũng thực hiện giống vậy. 5, 6, 7, 8. Rồi kết hợp với tay. Khi chúng ta bước chân sang thì hai tay chúng ta đưa sang hai bên. Chúng ta ngửa bàn tay rồi chúng ta lại úp bàn tay xuống nha các bạn. Rồi khi chúng ta thực hiện với chân trái cũng vậy. Chúng ta cũng đưa hai tay sang hai bên, ngửa lên xong bắt đầu chúng ta úp hai bàn tay xuống. Và mình sẽ đếm nhịp động tác của câu 2 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại câu 8 thứ 2 một lần nữa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 thì chúng ta bước chân phải sang bên ngang, hai tay chúng ta chống hông nhé các bạn. Rồi chân phải bước sang đến là 1, lùi chân trái ra phía sau đến là 2. Rồi chúng ta bước chân phải sang ngang, chúng ta đến là 3. Và gõ gót chân, gõ mũi chân trái là 4. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta lại bước chân trái sang ngang đến là 5. Lùi chân phải ra phía sau là 6. Đưa chân trái sang ngang là 7. Và gõ mũi chân phải là 8. Rồi mình bắt đầu đến nhịp câu 8 thứ 3 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 4. Câu 8 thứ 4 thì chúng ta có bước quả chám. Rồi chân phải chúng ta bước xéo sang bên trái đến là 1. Rồi chúng ta lại thực hiện với chân trái bước xéo sang bên phải chúng ta đến là 2. Lùi chân phải về phía sau là 3. Và thu chân trái về cạnh chân phải là 4. Rồi về phần tay thì chúng ta đưa hai tay từ ở trong ra ngoài nhé các bạn. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo chúng ta lại thực hiện giống vậy nhé các bạn. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại động tác thứ tư một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 5. Câu 8 thứ 5 thì chúng ta bước chân phải xéo sang bên trái. Rồi sau đó chúng ta đá chân trái sang bên ngang. Tiếp theo chúng ta lại dùng chân trái chúng ta bước xéo sang bên phải. Rồi chúng ta lại đá chân phải sang bên ngang. Rồi tiếp theo chúng ta lùi về bắt đầu bằng chân phải. Chân phải chúng ta bước ra phía sau. Rồi sau đó chúng ta lại đá chân trái. Rồi tiếp theo chúng ta lại lùi chân trái. Rồi chúng ta đá chân phải. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ kết hợp với tay. Khi chúng ta bước chân phải lên xéo sang bên trái thì hai tay chúng ta gập, chúng ta để ở trước ngực nha các bạn. Rồi khi chúng ta đá chân trái sang ngang thì chúng ta hạ hai tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp động tác thứ 5 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 6. Câu 8 thứ 6 thì chúng ta đứng tại chỗ và chúng ta đá chân sang bên ngang. Chúng ta thực hiện với chân phải trước nhé các bạn. Rồi chân phải chúng ta đá sang ngang là đến là 1, 2, 3,
Nhịp thứ tư thì chúng ta thu chân về để chúng ta chuẩn bị với chân trái nhé các bạn. Rồi bốn nhịp tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái. 5, 6, 7, 8 chúng ta lại thu chân về. Kết hợp với tay. Khi chúng ta đá chân phải thì hai tay chúng ta đưa sang phải. Chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 thứ 6 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 7. Câu 8 thứ 7 thì chúng ta có bước tiến bắt đầu bằng chân phải. Chân phải chúng ta bước lên đếm là 1. Rồi tiếp theo với chân trái tiến lên chúng ta đếm là 2. Tiếp theo chân phải là 3. Rồi chúng ta bước chân trái lên là 4. 4 nhịp tiếp theo thì chúng ta có bước xoay nhé các bạn. Chúng ta dùng chân trái chúng ta làm trụ, rồi chân phải chúng ta xoay, hai tay chúng ta để sang hai bên nhé các bạn. Chúng ta đếm là 5, 6, 7, 8. Giờ mình thực hiện lại câu 8 thứ 7. Bước chân phải lên 1, chân trái là 2, chân phải là 3, chân trái là 4. Rồi chúng ta thực hiện bước xoay 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8 thứ 7. 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta thực hiện bước xoay 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại câu thứ 7 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tư thế này chúng ta thực hiện với câu thứ 8. Câu thứ 8 chúng ta lại có bước lùi trở về bắt đầu bằng chân trái nhé các bạn. Hồi nãy câu thứ 7 chúng ta tiến chân phải, thì bây giờ chúng ta lùi bằng chân trái. Rồi chân trái chúng ta lùi ở phía sau đến là 1. Tiếp theo với chân phải là 2, chân trái là 3, chân phải là 4. Rồi chúng ta lại thực hiện bước xoay. Rồi lần này thì chúng ta trụ chân phải, rồi chân trái chúng ta xoay nhé các bạn. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là hết bài rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cùng hướng với các bạn để sâu chuỗi cả 8 câu nhạc 8 để cho thành một bài hoàn chỉnh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là hết bài rồi các bạn. Chúng ta sẽ đi thứ tự từ câu 8 đầu tiên cho đến câu nhập 8 thứ 8. Sau đó chúng ta lại quay trở lại câu 8 đầu tiên. Chúng ta cứ đi lần lượt thứ tự như vậy cho đến khi nào hết nhạc thì thôi nhé các bạn. Và bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình chúc các bạn học bài này thành công và có những bước nhảy thật đẹp. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.